tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về các lĩnh vực này. Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại hội nghị tổng kết công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Xác định công tác quản lý tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai và hướng dẫn các phòng, ban và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 875 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 56,45 ha, tổng giá trị bồi thường gần 263 tỷ đồng. Tổ chức thành công 5 phiên đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá thành công 102 lô đất. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong 110 trường hợp với tổng diện tích 52.786 m2. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm tốt công tác phổ biến chính sách, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, phối hợp triển khai dự án trên địa bàn. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm đổi mới, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tổ chức và nhân dân về quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và hệ thống pháp luật khác có liên quan, giải quyết tốt tranh chấp đất đai phục vụ cho công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết dứt điểm tồn tại vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.